Chị là bữa nay là hai người gặp với nhau là cũng là một cái cơ duyên. Thì còn ngoài ra những cái câu nói này kia là toàn bộ là hồi sớm bây giờ là không có ai sắp đặt bất cứ chuyện gì hết chú Thành Đúng rồi, đúng rồi. à, nghe chị. Là chị là cũng đồng ý cho em lên hình đúng không? À, chú Thành cũng đồng ý ha. Đồng ý. Thì bây giờ là chú Thành với chị nè, cứ trao đổi đi. Con với mấy anh em sẽ im ru cho chú Thành trao đổi. Chú Thành cứ hỏi gì cứ hỏi. Cô Hồng, cô ai rồi cũng như vậy ha. Cô cũng muốn bước thêm bước nữa không? Dạ, hiện tại thì nói chung là để tìm hiểu thôi chứ Dạ còn bước tới nữa thì đúng chưa có rồi. duyên cái nợ đó. Có gì mới làm gặp. Cũng cũng muốn bước thêm bước nữa để có ai rồi nó buồn cô đơn đó. Cũng chưa có gặp cô nào hết. Con lại nói 41 tuổi. Dạ 41 tuổi 41 rồi. tuổi hả? À, thì thường là hại gặp cơ gặp thành Dạ. à, chúng gặp thấy thường là hại thì heo này chịu nước rồi gặp chịu nước hai người thường thường hại sống cùng nhau gắt thì tôi mình tìm hiểu ở đây từ từ với mình hãy bước tới Dạ. học Dạ. được. Chị có gì hỏi chú không? Rồi vậy. Hỏi vợ con chú này kia sao chú công việc sao chị cứ hỏi đi. Thì tại công việc của anh làm sao vậy? Anh thì muốn muốn bán bấp bênh lắm, bán trường học chỗ này cái ấy chạy chỗ khác gì đó bán theo trường học á Anh đến đây anh tìm hiểu em, anh có biết lý lịch của em sao chưa? chưa em anh thì nghe Chị cháu nói sơ nói lược của hoàn cảnh của đó, chị em cũng ly dị hai người tự nguyện ly dị á em có đứa thì con dạ, em thì có nuôi mấy bé cún á, ví dụ á tìm hiểu là do có duyên thôi, ở còn thì chưa biết đúng chủ rồi quen tìm hiểu chứ rồi. còn nếu mà nuôi được mấy bé ở nhà là chăm sóc có chỗ ở ổn định á thì em mới tiến tới. Mà với điều kiện phải có giấy xác nhận là độc thân, À. không có vướng bận gia đình vợ con gì đó Đúng rồi. thì em mới tìm hiểu. Giờ anh thì ở mình anh ba đứa gái anh gả hết rồi. Giờ bà xã thì mất. Thì giờ anh cũng kiếm bước chân trước mỗi đứa người để bầu bạn. Cái giới trời trời với nhau kết nối quan đại còn lại vậy đó. Cũng chưa có gặp. Anh thì Rồi bảo đảm đi không có gì hết. đi làm bấp bênh đi làm gì rồi sao lo được cho em? Thì anh cũng mua bán sống sống qua ngày thì đủ thì dư tiền lớn rồi có dư ngày cũng trăm ngoài 200 trở lại gì đó 200 là sao đủ thôi cho em bởi với đứa vì anh thì cũng nghèo con của em một suất ăn một ngày á là trên 100.000 đó, tính trung bình ra một ngày nếu mà cho nó ăn đúng luôn á được. là chỉ ăn cơm thôi đó, là cho là trung bình là ít nhất ăn gói ghém luôn là 100, mà còn nuôi mà thoải mái người ta là mấy bé ăn là cỡ 150 trở lại đó, Ý cho nên nó có đứa thì con là rồi sao rồi giờ cún đó, bé cún đó chứ không phải cún là sao ta anh là có con hiểu chó gì hả nha. à Là hiện tại là 17 bé đó tao rồi nuôi 17 con nha. à, không biết ở giờ học nghe Khi mà anh tiến đến anh mới tìm hiểu, anh phải hiểu lý lịch của em là anh mới tiến đến được. đúng rồi đúng rồi nếu mà lo nổi đời sống của em thì mới tiến đến còn không Cái ấy đó là mình mấy cũng bé như thôi đó, còn em mà chưa tính làm bạn thôi đó. Dạ thì bởi vì đúng rồi khi anh tiến đến anh tìm một hiểu một người phụ nữ nào, anh phải hiểu lý lịch của em như thế nào rồi mới tiến đến được. à. Dạ. Vậy chắc anh lo không nổi bây giờ anh mua bán rồi sống ngay hai người sống Nhà nổi gì tôi thôi chứ coi là bạn uống thôi cà bạn phê đi cà pháo là bạn như à, có duyên làm bạn được rồi. đúng rồi chứ mình lo không nổi trách nhiệm cho người ta thì mình đâu có đảm nhiệm được để trường lo bằng thân anh khổ
anh buôn bán mỗi ngày anh đi từ sáng tới mấy giờ, tới mấy giờ anh mới về? Sáng anh đi, nếu mà đi xa thì sáng tới 1 giờ về, học sinh mới vô học buổi trưa 12 giờ 45 đó rồi anh về nhà. Bán hai buổi trường, sáng bán từ 6 giờ tới 7 giờ. Tại em có bận mấy bé đó đó, sợ nhiều khi anh tiếp xúc không được đâu, tiếp xúc nhiều khi đi làm mệt, về mấy bé nó mừng này kia rồi nó làm mình bất rất bực bội rồi này kia đó, nó cũng rất là khó. Thì sáng bán từ 6 giờ tới 7 giờ, trưa bán từ 11, 12 giờ tới 1 giờ gì đó. Vậy là khỏe. Dạ. Nhà em ở phòng quay đằng này nè. Dạ, ở gần đây thôi. Gần đây. Dạ. Anh có muốn gì nói với em nữa không? Có muốn gì đâu, đâu có nói. Thôi mình là bạn đi ha, làm bạn đi, là bạn rồi thôi từ từ tìm hiểu đi, nếu mà xác định được tỷ mới đến tới. Dạ. Anh thì buôn bán bắp bờ, bắp mua hàng này cái bán ấy, hàng này cái mua hàng khác bán hoài cho học sinh gì đó, hàng ở tăng đô mình lên chợ thành phố gì đó bán đồ cho em, bán ngay sống hai người sống thì được mà là lo mấy con đó với đông quá anh. Dạ. Em có mua bán gì không? Dạ có, mua bán sắp quần áo. À. Thôi nghĩ là bạn đi tìm hiểu đi, chừng nào mà có gì nợ nha, gặp có gì. Dạ. Nếu mình giỏi quá bây giờ thì lo, lo không nổi, lo trước mà trước sao, sao trước trước, đây thấy hoạt động ổn định. Rồi em nuôi cái đó rồi nuôi mình bán hay là mình nuôi để coi chơi gì đó hả? Nuôi với đứa con tinh thần của mình vậy đó. Dạ. Dạ. À. Thấy mấy cái cô bà với Cần Thơ á nuôi mèo Tây rồi đó, bán con cũng 2,5 triệu, 3 triệu. Còn mà chó thì mình nuôi con. Có cô ở bên Dưỡng Lão này nuôi chó 2-3 con, 3-4 con mà nuôi nhiều lắm lắm rồi. Em chó cái để nhử cái mắt, mắt nuôi cá. Mấy chó gặp mình cho ăn. Em gãy gánh hai người ly dị bao lâu chưa? Dạ lâu mười mấy năm mà. Ồ, mười mấy năm cũng lâu quá, lâu. Em kiếm người nào xác định lại kỹ, lo trước tao, kỹ đẩy. Ai đến? Cái là cảnh của anh thì mặn bắp bên, sống qua ngày. Lo hai người lo nổi, lo bán, lo chung đánh, lo chung đánh, lo chung đánh. Em về nhà ở Đẳng mình là anh em ở vậy hả? Dạ. Đi về ông xã rồi nhà nó có chia không? Dạ không, em ở thuê đó giờ mười mấy năm. Dạ ở thuê luôn hả? Dạ, ở thuê mười mấy năm. Ờ, anh cũng ở thuê. Bạn ở thuê, cái nhà anh quê ở Bình Hòa, bán chạy xong đuổi bán ở mấy chỗ làm từ thiện rồi người ta cũng lấy lại chia bán. Đi chỗ này cứu quà. Đấy chúng làm sao chị? Dạ, nói chung là làm bạn được, bạn cà phê được. Còn tiến tới tìm hiểu thì chắc em không có tìm hiểu. Dạ.
và lý do là sao cho chị? Chị thể chia sẻ không? Này anh đây ảnh đi làm công chuyện tối ngày, với lại ảnh chưa có khi tiến đến tiếp xúc với em, ảnh chưa có tìm hiểu qua lý lịch của em. Dạ anh như vậy. Dạ, trước tiên thì uống cà phê mình tìm hiểu hay sao chị? Dạ. Như bảo chị cũng chia sẻ là chị cũng có muốn một người người chồng độ khoảng lớn hơn mình khoảng 10 tuổi đó. Dạ. Chú Thành là cũng lớn hơn chị khoảng 10 tuổi lại thôi. Dạ. Chú Thành thấy chị học sao chú Thành? Ê cũng được đó, mà cô bên tỏi coi chú cũng thích. Chú có chấp nhận về nuôi cái đàn cún không? Chấp nhận mà mình không có tình tay, mình không có tài sản gì thôi, ta đã bỏ rồi. Mà chú thí dụ nè, chú biết chị về là chú nuôi chị nổi không? Nuôi nổi, à nuôi cái kia nuôi mấy chú cún ha. À thì có đâu gì đó, ăn mấy không có ăn nhiêu rồi có gì ăn lấy. À đúng rồi, chứ là đang chay nữa mà nó tu mà cháu ấy cô ăn chay. Dạ mấy bé cuốn ăn tương. Vậy hả? Dạ chị ăn mặn. Ồ, chị ăn mặn ha. Dạ ăn mặn, nhưng mà 14-15 đồ gầm đồ ăn, 9-30 mùng 1 thì ăn tương. Theo chị hồi sớm bây giờ chú Thành nói như vậy đó. Dạ. Thì chị không biết suy nghĩ sao chú Thành có hiền không? Dạ hiền thì có hiền, nhưng mà tìm hiểu thì nói chung là mình gặp nhau cũng là bạn cà phê được rồi, mình gặp nhau cũng chỉ là mới khởi đầu thôi. Dạ. Thì mình cứ cứ tìm hiểu đi một tí rồi sẽ cứ cho số điện thoại hả chú Thành? Dạ đúng rồi, có rồi. Có. Chị có muốn cần gì hỏi chú Thành không? Chú Thành có hỏi sao? Thì cũng hỏi vậy đó, để tìm hiểu buổi ban đầu rồi đó, coi coi hợp ý không mà mình đến với nhau. Nếu cho nhau một cơ hội thì mình cứ cho đi, cho một cái cơ hội tìm hiểu với nhau. Chú Thành mình đàn ông mà chủ động lên. Không, chứ tại vì không có nuôi cái bé nó được, tại vì em tìm là người bạn đời để đi kỹ để nuôi cái bé nó có cơ hội ổn định. Mấy bé đó nó ăn ngại nhiều, mấy bé đó đó. À, nói chung là ăn tính là ít hơn cái bé đó nhiều không? Mà tại cơm hay là ăn cái gì? Dạ, cơm đồ tương đúng không? Đồ tương, dao đồ. Mấy con, bằng con hả? Dạ, 17 bé. Còn đồ. Đâu có chỗ ở. Chỗ ở ha. Mình là chỗ ở chỉ ở. Phải có chỗ ở cho bé đó anh chị. Dạ, hiện tại anh đang ở nhà thuê. Nhà thuê. Dạ. Dạ. Chú Thành thì cũng đang ở nhà thuê nữa hả? Ở nhà thuê luôn. Và chú Thành muốn tìm vợ? Thì muốn tìm đó, mà mình cũng khổ quá, bài thế không có. Rồi mình muốn tìm rồi. Khó tìm. Thì nói chung là chú Thành thì tìm là nửa yêu thương để sau này đúng không chú Thành? Thì cấp đầu chú Thành gặp chị thì coi như là bạn đi. Thôi gặp là bạn đi. Rồi cho nhau một cái cơ hội hỏi thăm đi, công việc làm sao, đồ người ta đi. Dạ Hồng cái này buôn bán đã không? Buôn bán đã. Ê mày tìm chồng hả chị Hồng? Dạ. Rồi chứ anh như Hồng mà nếu mà đến thì hai người lo sạch được, chứ lo mấy bé đó là lo nổi. Có người nào mà nếu mà lo nổi thì không có gì chết. Chú Thành lo không nổi chú Thành? Lo không nổi. Không nói hả? Chỉ lo chỗ ở cái này kia. Chú Thành thiệt thà, bây giờ chú Thành chấp nhận là được, nhưng mà chú Thành lo không nổi hả chú Thành? Không nổi. Có hai người thì lo. Ví dụ bây giờ chú Thành đến với chị rồi chú Thành cho chị cái gì? Chú khổ quá rồi cho gì thì... Cho đồ bông. Có đồ bông không? Ờ à, cái đó thì... Được ha. Chị Hồng chịu không? Dạ chắc không có tìm hiểu không? Bạn cà phê được rồi. Yeah. Cuộc sống của anh đây hiện tại là ở nhà thuê. Khó khăn nha. Mình mà kiếm mọi 200 tháng thì cũng được 6 triệu. Hiện tại hai người đều ở nhà thuê, không có tương lai sắp tới đâu. À, ý chị là nói là như thế nào? Không, chị cứ bày tỏ lên cho chị mọi người được. Kiếm người để có chỗ ở ổn định cho mấy bé, có bữa ăn ổn định lắm. Mình có tìm tới người bạn đời tương lai. Có
tìm hiểu sơ qua thì chỉ là bạn cà phê được rồi. Bạn cà phê, phê nè. Bữa nay là cà phê nè. Bạn cà phê ha. Chú Thành nó cũng thích chị nữa đó. Dạ. Quậy kìa, quậy dạ. Luôn đi chú Thành, quậy cho chị uống. Nó để bùa để vậy. Ờ để bùa không? Chú Thành cho theo không? Ờ chú Thành làm theo tôi đi. Nói chung á thì ép viên ép nở, ai nở ép dầu ha. Đúng ép rồi. Dầu ép nở, ai nở ép viên. Chú Thành thấy chị sao? Cứ nói thiệt đi. Thấy cổ cũng được đó mà mình lo không có tới thì chắc cổ không có đáp ứng theo yêu cầu được. Mỗi lần á thì chú Thành còn nói mạnh miệng quá ha. Còn bây giờ thì nó hơi bị bựa ha chú Thành. À bây giờ mình nói thiệt coi sao nói vậy. Đúng rồi, coi sao nói vậy thì chú Thành nó dễ chịu. Nói chung em thì cũng thích chân thật, có sao nói vậy. Đúng rồi, sao nói vậy. Tìm hiểu ngay từ lúc đầu nó vẫn tốt hơn. Xác định đúng rồi. Xác định là ừ, bạn là bạn, còn tìm hiểu tiến tới là tìm hiểu. Bạn thấy cảm thấy có tương lai sắp tới hay tốt á, mình nên tiến tới. Đúng rồi. Cuộc sống mà. Như chú Hành, chú Hành một người hoàn cảnh nó ok hơn mà chị có chịu không? Ví dụ á. Nói ví dụ thôi, chị cứ nói đi. Ví dụ thì... Chị có chê là chú Thành lớn tuổi hơn chị nhiều quá không? Dạ không, nó không có nghĩ đâu. Ừ, chị mai à. Thì tại chú Thành cũng chia sẻ là chú Thành không có lo được. Dạ. Ví dụ cứu vợ về rồi chú Thành lo không được rồi sao chú Thành tìm vợ được? Không, mình lo hai người được, chứ lo mấy con ấy nữa dạ. Không nổi. Có ai chung? Có. Chỗ ở, chỗ ăn, lên trên. Lo nổi. Lo nổi chứ Thành. Khổ thì mình lo hai người.